Ngắm loạt ảnh đời thường đẹp đốn tim của Á hậu 1 Bùi Phương Nga. Á hậu 1 Bùi Phương Nga sau đêm đăng quang đã chiếm được nhiều cảm tình của người hâm mộ. Khả năng ứng xử khéo léo, phong thái tự tin của cô gái 20 tuổi và gương mặt xinh xắn của cô đã ghi điểm trong lòng khán giả. Sau đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018, nhiều khán giả cho biết người đẹp ấn tượng nhất với họ chính là Á hậu 1 Bùi Phương Nga. Cô gái có nụ cười tỏa nắng, phong thái tự tin trên sân khấu đã ghi điểm trong lòng nhiều khán giả. Á hậu 1 Bùi Phương Nga hiện đang là sinh viên năm thứ 3, chuyên ngành tài chính ở Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Cô sở hữu một bảng thành tích học tập đáng nể và có khá nhiều giải các cuộc thi sắc đẹp của giới trẻ. Khi không lên sân khấu, nhan sắc đời thường của Á hậu Bùi Phương Nga đẹp đốn tim người hâm mộ. Đến với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018, Bùi Phương Nga là một đối thủ nặng ký ngay từ những ngày đầu. Chiều cao 1m72 của cô cùng số đo 3 vòng chuẩn, nước da trắng sứ, khiến Á hậu Bùi Phương Nga luôn thu hút mọi ống kính. Nhiều người cảm thấy tiếc nuối vì Bùi Phương Nga chỉ được xếp ở vị trí thứ 2, chứ không phải vị trí cao nhất cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018.